vaccine vẫn được coi là tấm khiên mạnh mẽ nhất để chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, có lẽ chưa có thời điểm nào tại thành phố Hồ Chí Minh tấm khiên ấy lại được chú ý nhiều như những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 này. Trước những thiệt hại liên quan đến tính mạng con người, cùng với việc gia tăng giãn cách xã hội, thì việc dồn tổng lực cho chiến dịch tiêm vaccine dường như được thành phố Hồ Chí Minh đặt lên trên hết và trước hết. Thành phố Hồ Chí Minh những ngày đầu tháng 8, nhiều bệnh viện dã chiến tiếp tục được thiết lập. Mọi nguồn lực tập trung để tiếp nhận và chữa trị bệnh nhân COVID-19. Trong bối cảnh biện pháp giãn cách tiếp tục tăng cường. Nhưng điều đó chưa đủ để ngăn chặn dịch bệnh. Mỗi ngày vẫn có vài nghìn ca F0 phải nhập viện. Tiêm vaccine cho toàn bộ người dân càng sớm càng tốt là giải pháp căn cơ để đẩy lùi COVID, là mục tiêu được Chính phủ, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra. Thành phố xác định là phải đẩy nhanh cái tiến độ tiêm vaccine. Cho nên là chúng tôi đã có kiến nghị với Bộ Y tế là đơn giản hóa cái quy trình cũng như là cái đội hình tiêm vaccine để làm sao có nhiều hơn các cái đội hình tổ chức tiêm cho bà con. Chúng tôi cũng đề nghị là Trung ương tăng cường cái lượng vaccine cho thành phố để chúng ta có thêm nhiều cái cơ hội mở rộng tiếp cận vaccine. Trước bối cảnh dịch bệnh phức tạp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố liên tục phải điều chỉnh phương án cho phù hợp với diễn biến thực tế. Việc tiêm vaccine theo đối tượng ưu tiên với các quy trình thủ tục chặt chẽ là phương châm trong giai đoạn đầu của cuộc chiến chống dịch. Nhưng để có thể tiêm với số lượng lớn, thành phố đã xin ý kiến Chính phủ, Bộ Y tế tổ chức tiêm theo địa bàn cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Số liệu của Sở Y tế ngày 20 tháng 7, thành phố tiêm được trên 2.500 liều. Bước sang đầu tháng 8, con số đã là trên 250.000 liều. Sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp trung ương được chính quyền địa phương cơ sở vận dụng linh hoạt, sáng tạo, làm nên những chuyển biến này. Và nhìn vào con số những ngày qua, chúng ta có thể nhìn thấy những biện pháp mà thành phố đang thực hiện với sự chỉ đạo ủng hộ quyết liệt của trung ương thì đã có những kết quả tương đối khả quan. Trong thời gian tiếp sắp tới, Sở Y tế cũng đã lên kế hoạch để sử dụng tối đa nguồn lực để tham gia vào chiến dịch tiêm vaccine cho thành phố của chúng ta một cách hiệu quả. Việc tổ chức tiêm theo địa bàn rút ngắn quy trình tiêm và kéo dài thời gian tiêm giúp cho tốc độ tiêm vaccine của thành phố tăng lên gấp nhiều lần. Chỉ trong chưa đầy 20 ngày của đợt tiêm 5 và 6, toàn thành phố đã tiêm được gần 2,5 triệu liều vaccine. Nhiều ngôi trường, nhà văn hóa, khu dân cư hay dưới lòng đường đều có thể được tận dụng để tổ chức tiêm vaccine. Nếu đảm bảo được nguồn vaccine phân bổ liên tục, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng ở mức từ 70 đến 80% dân số trong tháng 8. Ở phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, những chiếc xe chở đội lưu động tiêm vaccine phòng chống COVID-19 liên tục chạy trong những ngày này, mang trên mình hai sứ mệnh. Một là tăng nhanh số người được tiêm vaccine và hai là bảo vệ vùng xanh, đồng thời mở rộng vùng xanh theo chiến lược của thành phố Hồ Chí Minh. Chung cư Crestview, thành phố Thủ Đức. Gần 200 cư dân được tiêm vaccine trong một ngày, ngay dưới sảnh tòa nhà. Đây là một điểm thuộc vùng xanh, thuật ngữ dùng để gọi những nơi chưa có ca F0 nào. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, những chiếc xe lưu động tới tận nơi tiêm vaccine cho cư dân. Tiêm thì tâm lý mình ổn định hơn, còn mình không tiêm thì
sợ mình không biết là ở bên ngoài xã không biết ai là có bệnh, ai là không bệnh. Những cái điểm tiêm mà lưu động thế này á, nó rất là tốt, bởi vì nó sẽ hạn chế những cái khu vực khác cùng tiêm trộn vào. Rồi chưa kể là bởi vì đây là vùng xanh nữa, do đó thì được tiêm tại tòa nhà và tất cả cư dân ở tòa nhà thì cái độ an toàn nó vẫn cao hơn. Khi mũi tiêm cuối cùng hoàn tất, tấm biển an toàn sẽ được gắn tại cổng chung cư, xác nhận vùng xanh cần được bảo vệ. Việc tăng tốc tiêm vaccine vừa qua đã giúp thành phố Thủ Đức nhân rộng được các vùng xanh an toàn, đồng thời rút ngắn con đường đạt mục tiêu tiêm vaccine tại khu vực đông dân cư nhất của thành phố Hồ Chí Minh này. Cái việc mà chúng ta đẩy nhanh cái số lượng người tiêm là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tuy nhiên thì trong cái điều kiện phòng chống dịch bệnh hiện nay thì chúng ta phải đảm bảo tuyệt đối tuân thủ cái vấn đề giãn cách và không để cái việc là lây nhiễm chéo, nếu có là chúng ta phải bố trí đầy đủ các khu vực kiểm tra sau tiêm để đảm bảo là cái việc giám sát những người đến tiêm chủng phải đạt theo yêu cầu của Bộ Y tế và an toàn tuyệt đối cho người đi tiêm. Ở các quận huyện khác của thành phố Hồ Chí Minh, những vùng xanh cũng đang được thiết lập với sự đồng lòng chung sức của người dân. Rồi chú Lê Đăng Khoa xuống dưới điền lại giùm con đủ thông tin nha chú. Sau khi giao lại những vùng xanh sạch COVID cho người dân tự quản, chính quyền dồn sức khoanh vùng những khu vực nguy cơ cao hay còn gọi là vùng đỏ. Bằng cách tầm soát, xét nghiệm và tiêm vaccine, những khu dân cư lớn với nhiều nguy cơ có thể trở thành vùng an toàn. Như khu chung cư này, bị phong tỏa do phát hiện được 10 ca F0. Giờ đây, tất cả những người được xét nghiệm âm tính, nhanh chóng được tiêm vaccine bảo vệ. Để có thể tổ chức tiêm chủng cho những khu vực mà ở người dân ở khu vực vùng phong tỏa như vậy đó, thì về phía quận cũng rà soát, đánh giá từng khu vực một để mà có thể có một kế hoạch hợp lý. Chúng tôi sử dụng cái lực lượng của trạm y tế của các phường là lực lượng tuyến đầu để mà có thể thâm nhập vào những khu vực phong tỏa để mà tổ chức tiêm chủng cho bà con. Khi mà cái chị hàng xóm bị như vậy á, là trong nhà em cũng lo lắng, nhưng mà bây giờ được tiêm như vậy là cái độ an toàn của mình thì em cảm thấy an tâm và vui vẻ hơn. Dạ, nhà có 3 người mà tiêm hết rồi, 2 người kia tiêm rồi, thấy nó cũng mừng với phần tiêm nghĩ an toàn cho mình. Việc tổ chức thật sớm và nhanh chóng tiêm vaccine cho các khu vực bị phong tỏa giúp giảm nguy cơ lây nhiễm, đồng thời là một phần trong chiến lược thu hẹp vùng đỏ bên cạnh việc bảo vệ vùng xanh. Chống dịch tới đâu, xây dựng và bảo vệ thành quả tới đó. Đó là một biện pháp mà các địa phương của thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng triệt để. Những cách làm hay và hiệu quả của chính quyền sẽ phát huy được sự đồng lòng của người dân tham gia chống dịch. Đây là mấu chốt giúp quận 11 nằm trong nhóm dẫn đầu thành phố về tốc độ tiêm chủng. Bên cạnh đội ngũ y bác sĩ cơ hữu, đội hình tiêm tình nguyện của quận có hơn 200 người là các cán bộ y tế về hưu, lực lượng y tế tư nhân cùng nhiều sự ủng hộ của người dân về nhân lực và vật lực. Phương châm nằm tại chỗ mà thành phố chỉ đạo, lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, trang thiết bị tại chỗ, thuốc men tại chỗ, nhiệm vụ tại chỗ được phát huy triệt để. Nếu mà cái chiến dịch này mà mình chích tiêm chủng được tốt á, thì như thế là mỗi một mũi tiêm như thế thì nó sẽ giúp được giảm đi một bệnh nhân nặng đi vào nằm ở tại bệnh viện. Thì do đó mà tuổi dậy nhưng mà cùng với tuổi trẻ thì trẻ làm bao nhiêu toàn bao nhiêu thôi, nói chung không có gì đáng ngại cả. Trong cuộc chiến chống COVID của thành phố Hồ Chí Minh, sự chủ động linh hoạt của các địa phương cơ sở được tạo điều kiện phát huy tối đa. Vì thế, những thay đổi chiến lược của Ban chỉ đạo thành phố được các cơ sở tiếp nhận, triển khai nhanh chóng và hiệu quả. Ngay ở huyện xa nhất của thành phố như Cần Giờ, sự sáng tạo và linh hoạt giúp đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine. Nhà cô đã có bao nhiêu người và tất cả đã tiêm hết chưa? Tiêm hết trơn rồi, còn có mình cô à. Tại vì cô ở dưới Thạnh An, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, nó cũng chung một huyện ở đây, mà ở dưới xã Thạnh An, đảo xã Thạnh An. Rồi cô lên con nhỏ gái cô nè, rồi giờ đâu có cho về. Thành ra cô phải đăng ký tiêm ở đây. Ban chỉ đạo của xã triển khai thực hiện đó là đối tượng mà trên 65 tuổi là mời vào buổi sáng, thì
cái này nó phù hợp với cái tình hình thời tiết cũng như là để các cụ đi lại thuận lợi trong cái khu buổi sáng và để là tạo giữ sức khỏe cho các cụ khi mà đo huyết áp nó không bị ảnh hưởng đến cái việc là tiêm và chất lượng tiêm cũng như số lượng các cụ được tham gia tiêm đến và được tiêm sau khi khám sàng lọc được cao hơn. Đối với đối tượng từ 18 đến dưới 50 tuổi thì cũng được tổ chức tiêm ngoài cộng đồng và vào khung giờ từ 13 giờ chiều cho tới là 16 giờ. Chúng tôi đã triển khai tập trung phối hợp và đặc biệt với Sở Y tế và các sở ngành thành phố. Đến nay thì do các cái đợt và tiêm vaccine thì chúng tôi đã tiêm hơn như vậy là hơn 70% dân số. Tính ra cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên thì khoảng trong nếu cái tình hình này chúng tôi tiếp tục tập trung trong tâm ngày tới thì chúng tôi sẽ hoàn thành cái tiêm vaccine cho toàn thể các đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Tiêm vaccine cho người cao tuổi, người có bệnh nền được chính quyền ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch lần này. Chỉ có tiêm vaccine sớm và đồng loạt cho người cao tuổi, có bệnh nền mới giảm được nguy cơ bệnh nặng và tử vong khi nhiễm COVID. Đồng thời cũng động viên tinh thần con cháu yên tâm chống dịch. Đau mà. Không có đau, giỏi quá rồi. Không đau gì hết. Không đau gì hết. Kim giỏi đấy, kim cũng tốt. Bà sinh năm 1928, như thế năm nay là bà 93 tuổi. Nhưng mà nếu mình nói về tuổi của mẹ đẻ là 94 tuổi. Đấy. Trước khi đi tiêm thì bà lo, bà có lo. Bà lo không biết rằng mình già cả rồi đi tiêm như thế này như thế nào. Nhưng mà vì là tình hình của cái COVID nó phức tạp, cho nên mình nên phòng bệnh cho mình mà phòng bệnh cho những người bên xung quanh mình, gia đình mình và cho cộng đồng. Sáng nay một số các cô chú anh chị người nhà cũng dẫn theo các cô ông bà đến để tiêm thì với tinh thần là rất là thoải mái. Qua đó thì cũng giúp cho chủ trương chính sách của nhà nước và pháp luật trong việc tiêm chủng cho người trên 65 tuổi nó được diễn ra được suôn sẻ. Hiện đã có trên 3 triệu người dân thành phố Hồ Chí Minh được tiêm mũi 1. Thành phố cần cung ứng thêm lượng vaccine mới để tiếp tục chiến dịch tiêm trên diện rộng. Chỉ đạo của Thủ tướng ưu tiên cho tâm dịch là cơ sở để thành phố sớm hoàn thành mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Sự thay đổi kịp thời các giải pháp và sự chung tay góp sức của người dân, cả hệ thống đã nỗ lực không ngừng để tạo nên tấm khiên đủ lớn và đủ dày, bảo vệ con người trước đại dịch. Việc tổ chức tiêm vaccine vào buổi tối được thực hiện tại nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh những ngày này. Chính quyền các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đều nỗ lực để đạt hơn cả mục tiêu đề ra. Bởi vấn đề không chỉ còn nằm ở số lượng mũi tiêm, mà vấn đề nằm ở số lượng người được bảo vệ trước cơn sóng dữ.